Chào mừng các bạn đến với THL Stream quận 9 để xem clip ba bài ngực kinh điển trong vô án mắc OT mà chúng ta tập ở THL Gym Center mà thôi. Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan THL Gym quận 9 thì em thấy phòng gym đẹp không? Bây giờ chúng ta khởi động nha các bạn. PT set sau Duy khởi động dậy chứ Duy cũng biết nữa. Được tập ngực trên một cái ghế adjustable bench 2M này. Ủa, tưởng thầy đang giới thiệu. Ủa, tao đang mướn PT mà trời. Thôi. Đang ngồi chờ cái câu nói ngồi cái ghế sao. Mướn PT nữa. Thôi. Rồi. Thằng này chắc đam giống chiều. Nôn. 2 3 4 5 6 7 8 9 Rồi xong lên cục nhiêu nữa mấy em? 25 25, 25 30, 35 là 4 cái rồi. Thêm cái là 40. Tụi nó nói thay tập 40. Đúng rồi. Đúng là đôi tập 40. Nhưng mà mày làm sao tập nổi? Oh no. Sai nữa mấy em. Sao không nổi này? Bây giờ mày nghĩ coi, bây giờ ra giang hồ bao lâu người ta mới tập được cục 20? Cục 20 nó nặng thấy mẹ luôn, ông vô ông cho ta khởi động đời ba cái đầu tiên cục 20 luôn. Ừ, bước nhảy 10. Bước nhảy 10 chứ mày nhảy bước nhảy 5 mày ít quá, chịu sao nổi. Nhảy lần 20% ông ơi. Trời ơi, ông nhảy gì hoài à. Ví dụ như giờ nè 5 nè, 15 nè, 25 nè, 35 nè. Đẹp chứ. Chơi phát 1-20 luôn. Nó nói rồi. Khởi động OT nó quan trọng cực kỳ. Xe nó fail nha mấy em. A few moments later. Đó, đừng có bao giờ coi thường. Mình phải làm tốt nhất cái việc nhỏ. Không có việc nhỏ này mình lên tạ có chuẩn chưa? Đó. Đúng không? Rồi mình đẩy như thế nào? Đâu có chuẩn chưa đó? Giờ thấy nó khác liền nè. Thoải mái, nó tự tin sao á. 2 không? 4 5 6 4 cái nữa. Rồi cho căng cơ luôn. 8 Rồi ok đó ha. Đó mới là khởi động. Trời ơi, nãy khởi động cái đầu tiên cũng lòi lưỡi luôn. 1 Tiếp mày ơi. 2 3 Cứ bắt đầu thôi, cứ cho căng cơ nha. 4 5 6 7 Cái cuối nè, cái cuối cho ngon lành luôn. 8 Rồi. Không biết tu thông chưa? Được rồi đó. Thằng lên tạng, thằng đỡ. Thằng đếm đồ đông đông vô mày. PT 1 kèm 1 là xưa rồi, giờ PT 1 đống kèm 1 nè. 2 3 1 2 3 Lên 1 2 3 4 4 quá. Thằng đỡ yếu quá. 1 2 3 Ờ. Quá nặng quá vậy. Vậy. 1 2 3 lên. Ok. Lên 45. Mày ra tao mới phiên coi.
Dạ tôi xin coi. Qua tháo đi mày, tháo đi mấy em, trời đất ơi mướn BT mà tê tay chịu gì nổi. Oh no. Rồi ok lên tạ. Không lên tạ nó đó mình thôi lòng bỏ đi. Không cái miệng anh đang dày mà. Đố các bạn mình tính nói chữ gì? 2, 3, 4. Năm lắm. 2, 3, 4. Người ta nói mình không điểm mày. Mày không biết khẩu hình miệng hả? Thoát tả như thế. Rồi 60 luôn. Wow. Mở mệt quá. Duy Nguyễn cũng thành thật xin lỗi các bạn là Duy Nguyễn thực hiện bài này không được tốt lắm. Tại vì từ khi thành lập TH Lò Bình Tân á, thì không có chơi khung này nữa. Nên cái bài này chìm vào quên lãng. Thật sự là Duy Nguyễn thực hiện bài deep trên cái máy leverage rất là tốt. Các bạn thấy tạ rồi các bạn biết rồi đó. Nhưng mà riêng cái bài này á, thì có thể là cũng sẽ phong độ đi xuống. So với năm 2014 á, là Duy Nguyễn thực hiện cục 60kg á, nó cũng khá là nhẹ nhàng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại bạn, giờ mập hơn, giờ mập hơn nên khối lượng người sẽ nặng hơn.
có lượng ngựa nặng hơn với phần nãy giờ tập như vậy cho 3 tiếng đồng hồ đó. Mà sáng chưa ăn gì giống như nãy tôi nói trong cái đây ngực á. Nên cũng không thật sự là một cái buổi tập tốt cho lắm. Nhưng mà cũng ráng cố gắng minh họa tinh thần của mắt OT. Bằng cục 60kg cộng với người trên cái khung mỹ đế này. Các bạn đừng tưởng thấy vậy mà các bạn vô rồi tóc đóng lum la nha các bạn. Tôi tập trước tập là khác á. Nha các bạn, không đùa đâu. Đừng thấy dễ vậy, tưởng dễ ăn. Khó lắm. Nãy giờ biết nhiêu thằng một năm chở đi rồi đó. Oh no. Không đùa đâu. Má ơi, cái cuối đánh đổi đó mà. Cái cuối ông control không tốt quá là nó sụm ba cái tay rồi. Trời ơi, cái cuối tôi thấy tôi kiềm tả ghê chưa. À, tạm biệt buổi tập binh mắc OT dumbbell. Ba bài tập quyền thoại dành cho phòng gym cỏ, không cần đầu tư nhiều tiền. Chỉ cần đầu tư cục dumbbell 60kg với cái ghế đủ chắc thôi. Là bạn có thể gear nữa, cái súp nữa. Là các bạn có thể chơi được mắc OT rồi. Mắc OT buổi này cho bạn là buổi rẻ nhất rồi đó. Không có buổi rẻ buổi này nữa thiệt luôn. Rồi chúc các bạn thành công, chưa hết, tôi còn tập nữa. Tập nữa. Tây Giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên muôn ngả tình say, gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng, theo đỉnh ly gym dành cho cuộc sống, anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim. Phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.